Hôm qua có một vị đồng học Tìm được trên mạng internet Hôm nay đã làm thành DVD Tối qua tôi có xem một chút Hình như đoạn phim ấy dài 45 phút Đó là báo cáo gần đây nhất của một nhà khoa học Mỹ Đang khảo sát Nghiên cứu nhằm chứng tỏ nước có ký ức nếu sau khi phát hiện này được xác nhận trong vật lý học sẽ dấy lên một cuộc cách mạng rất lớn cách mạng gì vậy hiện thời chúng ta nói khoáng vật chẳng phải là sinh vật nhưng nghiễm nhiên là trong ấy có thấy nghe hay biết lại còn có ký ức có ký ức thì có thể báo thù hay không? Chúng ta xử tệ với nó Nó có báo thù hay không? Nếu có báo thù sẽ phiền lắm Ngày nay chúng ta phá hoại núi, sông, đại địa trên địa cầu Phá hoại chúng Nếu chúng ghi hận sẽ báo thù chúng nó sẽ báo thù bằng động đất bằng thiên tai rất đáng sợ do vậy trong kinh giáo đức phật một mực dạy chúng ta hãy cung kính hết thảy trong phật pháp nói tới luân lý luân lý là nói về quan hệ người thế gian chúng ta nói tới luân lý thì chỉ nói về quan hệ giữa con người ngũ luân là quan hệ cha con quan hệ vợ chồng quan hệ vua tôi quan hệ anh em quan hệ bằng hữu nói tới những mối quan hệ này nhưng quan hệ được giảng trong phật pháp không chỉ là quan hệ giữa con người với nhau mà còn là quan hệ giữa con người và hết thảy động vật phật pháp giảng khá nhiều quan hệ quan hệ với con người và các nhiều không gian khác nhau trong các nhiều không gian khác biệt lại có sinh vật còn có mối quan hệ với con người và hoa cỏ cây cối đó là quan hệ với thực vật quan hệ giữa con người và núi sông đại địa quan hệ với con người với trọn cấp pháp giới hư không giới luân lý được giảng hết sức rộng sau khi đã biết quan hệ đức phật sẽ dạy cho chúng ta một tâm thái cung kính hết thảy quý vị thấy sám nghi trong phật pháp vừa mở đầu bèn nhất tâm đảnh lễ nhất thiết cung kính chúng ta cung kính qua cỏ cây cối cung kính núi sông cung kính vạn pháp trong vũ trụ không có gì chẳng dùng tâm cung kính nguyện thứ nhất của phổ hiền bồ tát là lễ kính chư phật bao gồm quan hệ luân lý được giảng trong nhà phật Đối xử tử tế với dạng vật hoa, cỏ, cây, cối Chúng nó có thọ, tưởng, hành thức Trong những năm qua, chúng tôi cũng chứng thực chuyện này Tôi trồng trọt rau dưa Cây ăn trái đều có cảm ứng chúng ta khởi tâm động niệm chúng nó sẽ biết đều có cảm ứng chúng tôi đối xử tử tế với chúng chúng cũng báo đáp rất tốt đẹp lá đặc biệt xanh hoa đặc biệt thơm quả đặc biệt ngọt chúng nó báo đáp đấy nếu những loài chim nhỏ trùng nhỏ muốn ăn những loài rau dưa hoa quả ấy Chúng tôi ước định với chúng nó Chúng tôi cũng chiếu cố chúng nó Chúng nó cũng chiếu cố chúng tôi Do vậy, vườn rau của chúng tôi nhất định chừa ra một khu giỏ. Khu ấy chuyên dành cho tiểu trùng ăn Chúng đến đó ăn Chẳng quấy nhiễu những nơi khác Cây ăn trái cũng vậy Chúng tôi chỉ định mấy cây chuyên dành cho các loài chim nhỏ Chim tới ăn trái cây Sẽ ăn trên mấy cây ấy Nếu cây không được chỉ định sẵn Chúng nó chẳng quấy nhiễu Do chúng tôi đối xử hết sức tốt đẹp Với những loài trùng nhỏ chim nhỏ ấy Đôi bên tôn trọng lẫn nhau Chiếu cố lẫn nhau Cho nên qua quả Chẳng cần thuốc sát trùng Thuốc sát trùng có hại Khi chim nhỏ ăn vào sẽ mắc bệnh. Con người ăn vào lâu ngày cũng sanh bệnh, bản thân trái cây cũng bị biến chất. Vì thế, chớ nên dùng những thứ ấy, không chỉ chớ nên dùng thuốc sát trùng mà phân hóa học cũng chớ nên dùng. Chúng ta chẳng cần đến những thứ ấy. Dùng thiện tâm đối đãi những tiểu động vật và qua cỏ cây cối sẽ thấy đặc biệt tốt đẹp. Những nông phu lân cận đến thăm nông trường của chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc. Các vị dùng phương pháp gì mà trồng tốt đẹp gần ấy? Tôi bảo họ, tôi dùng phương pháp niệm Phật để trồng. Trong vườn rau, vườn cây ăn quả, chúng tôi đặt máy niệm Phật. Suốt 24 giờ, phát ra Phật hiệu, A-di-đà Phật cho cây cối nghe. Chúng tôi chỉ dùng a di đà Phật để trồng trọt Những năm qua trồng trọt rất thành công Vậy thì quý vị hãy nói Đó là đạo lý gì? Ở đây nói linh minh động triệt Trạm tịch thường hằng Chính là đạo lý và nguyên lý ấy Nó chẳng lìa tự tánh Từ trong tự tánh biến hiện Do vậy chúng ta tùy thuận tánh đức thì thứ gì cũng tốt đẹp. Trái nghịch tánh đức sẽ xảy ra phiền phức liền. Khoa học kỹ thuật trái nghịch tánh đức có thể trồng trọt quả, hạt to đùng, nhưng chẳng ngọt, chẳng có mùi gì gì. Hoặc nhìn ngon lành lắm, ăn vào chẳng có mùi gì gì đó là gì đó là thiên nhiên báo thù chúng ta đừng nên đối đãi với chúng như thế